cần dài dòng, nói chuyện với hai linh thú Kim Long và Bạch Hổ của ta đi. Được thôi, you like I afternoon. Mũm mĩm thần kê tới đây. Sao cậu lại tới đây? Sư phụ tính được người sẽ gặp nạn nên sai tôi tới trợ giúp. Còn một cửa ải cuối cùng thôi, người phải thận cẩn thận. Đa tạ cậu, nơi đây yêu khí ngút trời, chắc chắn là xào huyệt của ác ma địa ngục rồi. Đây là kẻ đã đánh bại hai cánh tay đắc lực của ta sao? Đừng nhiều lời nữa, mau thả công chúa Violet ra. Công chúa của ngươi đang trong tay ta, có bản lĩnh thì vào mà cứu.